cả quý vị đang hiện diện trong ngày hôm nay. Tòa giáo hội cũng có một cái chút kỷ niệm để gửi đến quý đức cha, các ông và quý cha, quý sơ và tất cả đoàn đến Việt Nam này. Và bây giờ chúng ta đã xin được gửi cái quà tặng đó đến tất cả. I would like to give your gifts as